Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 có tên quốc tế là Talim và đây cũng là cơn bão đầu tiên trong mùa bão lũ năm nay. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 570 km về phía đông đông nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Và đến 13 giờ ngày 17 tháng 7, tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông. Cường độ bão đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3,5 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Cùng với quá trình mạnh lên và dịch chuyển gần hơn về phía nước ta của cơn bão số 1, gió mùa Tây Nam ở phía nam cũng mạnh dần lên, liên tục kéo mây ẩm từ các vùng biển phía nam vào đất liền. Trong đó, vùng chịu tác động sớm và mạnh nhất là các tỉnh thuộc miền Tây của Nam Bộ, bao gồm khu vực Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cả Cà Mau. Vì thế, các khu vực này sẽ có mây dông ngay từ sáng. Đến trưa thì sẽ lan lên các tỉnh miền Đông và khu vực Tây Nguyên. Như vậy là trong ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa sớm, có lúc có mưa dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Do mây dông xuất hiện sớm nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía Nam đều không cao, ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ, có nơi thấp hơn. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ cũng như một dọc các tỉnh miền Trung đều có chung trạng thái ít mưa, ngày trời nắng. Nắng nóng sẽ quay trở lại đối với các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đều có chung mức nhiệt là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày mai dao động từ 32 đến 34 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển vào khoảng 15 km một giờ. Đến 13 giờ chiều nay, cường độ bão sẽ đạt cấp 10 và cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc vào khoảng hơn 500 km về phía đông đông nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17 tháng 7, tâm bão trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông. Cường độ bão đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào vịnh Bắc Bộ, sau đó hướng di chuyển về phía đất liền của nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài ra, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 16 tháng 7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3,5 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Hoàn lưu của bão số 1 chưa tác động gì đến đất liền. Trong ngày hôm nay, cả Bắc Bộ có nắng mạnh từ sớm. Nóng diện rộng sẽ quay lại hầu khắp khu vực Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Riêng Hà Nội và Hòa Bình là nhiệt độ cao 37 độ. Còn với khu vực các tỉnh như tại Lai Châu và Lào Cai hay là Quảng Ninh và Hải Phòng là những vùng có nhiệt độ dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, trong ngày hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào tới Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Còn với khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao 33 đến 34 độ. Ở các tỉnh thành phố phía Nam, với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ ngày một mạnh hơn, trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa từ sớm. Thời điểm chiều và tối nay là khoảng thời gian cả Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Sau 20 giờ thì cường độ mưa giảm dần. Mưa sớm và lượng lớn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên thấp, phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.